Xin mời các bác và anh em, anh Viên đang lên sóng giới thiệu về một siêu phẩm loa được lắp ráp sản xuất tại Mỹ đến từ hãng PV, có một tên là S3 con bồ cạp, thì dòng ngoài được ví là bát bom, trung hỏa tiễn và kép pháo các nhá. Thì với dòng loa này là một dòng loa nó cho tiếng bát cực âm sâu và uy lực mềm mại, giải trung cực rộng và rõ là nghe rất là rõ nhá, độ dày ấm rõ mực rất là ngọt, dép đánh len keng sắc nét. Một dòng loa có thể chơi được đa không gian, từ trong nhà đến sân vườn cũng như là quán cà phê. Thì dòng loa này chơi được đa dòng các dòng nhạc, sàn zumba, remix, công lập, đặc biệt karaoke cực hay với nhau. Về thông số kỹ thuật, công suất của nó là 350 kg đồng, 800 là liên tục và 1.200 là mắc, không gỗ bọc lì, tình trạng mới 98% mà nhá, rất đẹp luôn. Kích thước loa rộng 52, sâu 58, cao 88. Bây giờ tiếng bát là buồn ấy. Mới của dòng loa nhá, nó gần 100 triệu một cặp. Bây giờ xuống ngoài là rớt rồi, thì còn 28 triệu nhá một cặp bao ship. Những dòng loa này nếu bác mà mang JB ấy, thì phải dòng 4735 thì kia bác nhá so được. Và giá của nó bằng nửa tiền. Bác nghe kép bánh rất chắc, rất sáng, là keng. Trung âm loa ba được tiếng bao giờ hay hơn hai tiếng, bởi vì có một phần trung thôi nhá, nó thể hiện lời rất là rộng, nó ngọt, và đặc biệt là Mỹ nó ngọt không gắt thôi nhá, thì nó khác, bát nó cực ấm. Là phần 2 em có thể rất giới thiệu chi tiết các bác nhá. Điện tử Hành Nguyễn xin mến chào các bác và anh em nhá. Thì trong video ngày nay Hành Nguyễn lại có một siêu phẩm loa Mỹ cao cấp lên sóng và giới thiệu đến các bác. Thì đây là một dòng loa được sản xuất lắp ráp tại Mỹ do hãng PV, có model là SB3 con bộ cạp, một dòng loa sở hữu 3 đường tiếng, bát 40 từ 2 có 100, một trung và một tép kèn. Thì với dòng loa này anh em phải chơi được đa năng các kiểu, các thể loại nhạc, từ nhạc sàn, bolero, remix, nhạc không lời. Đặc biệt thì cái dòng loa này bác nhá, hát cao quên tiếng nó cực hay luôn, bởi vì là ba hàng tiếng thì cái giải lời bao giờ nó cũng rộng, nó sâu và nó xa. Tép của PV của anh thì nó còn hơn cả JB không nhá, cái độ nét, độ lẩy, độ sáng và bát cực êm, đó là đặc trưng của loa PV. Thì loa PV là một dòng loa có mức đầu tư nó rất hợp lý, nhưng chất âm nó hay vượt xa với tầm tiền mà khi các bác đầu tư. Thì ngày nay em về làm cặp loa PV SB3 con bộ cạp đẹp như mới nhá, đẹp xuất sắc, đẹp long lanh. Thì đặc biệt ấy, với dòng loa PV ấy, thì em khi em bán em thấy những bác trong Sài Gòn ấy là rất thích dòng loa PV này, bởi vì những bác ấy là được nghe rồi, nghe ké và nghe trực tiếp nhá. Cho nên bác cứ đánh giá là cái chất âm PV này là một dòng loa nó cho một chất lượng âm thanh nó quá tuyệt vời so với đầu tư. Ví dụ các bác mà đầu tư cặp loa JBL như này thì bác đầu tư cặp loa như 4735 đúng không, thì mức giá nó loanh quanh nó tầm hơn 40 triệu nhá, thì mới bằng những cặp loa này. Cho nên là tại sao ấy mà nhiều bác thích chơi PV như vậy, bởi vì mức giá đầu tư thì bình dân nhưng mà thương hiệu lớn, chất âm Mỹ nhá. Thì giờ sẽ quay tổng quan chi tiết báo giá để bác nắm được cặp loa này nhá. Ở đây là cặp loa được sản xuất lắp ráp nguyên khối tại Mỹ. Thùng cái này rất đẹp nhá, nó là thùng hình thang cân. Đấy. Thùng gỗ chắc chắn nhá, gỗ ép cao cấp này. Đấy, bọc lỉ để tránh xuất sát va chạm. Con này rộng nó là 52, sâu 58, cao 88. Tất cả góc cạnh nhá đều có bo sắt này. Đấy, một là làm cho cái loa này nó sẽ không bị tách thùng. Thứ hai là nó sẽ chắc chắn. Đấy, trong quá trình sử dụng đó nhá. Thùng hình thang cân. Mở rộng trường âm ở phía trước. Và tất cả loa đẹp tới 90% vào đây. Và nhìn từ cái ốc inox hay đúng sáng trưng này, hỗ trợ hai cổng vào, một là 6 ly, hai là lưu trích với nhá.
model là SB3, sản xuất tại Made in Russia. Công suất của nó khởi động là 350. Đấy. Liên tục 800, mắc là 1200 nhá, mắc 1200. Đấy thì ok nhá. Với công suất này anh em chơi có thể tất cả các lần nhạc luôn đều tốt cả. Thùng thành đẹp. Phần tần to như quyển sách nhá. Đây. Cái thùng nó đóng rất là hầm hố đúng không? Hỗ trợ cả cọc cắm kìa. Đấy. Phần tần to dã man này mình ơi. Phần tần sợ ta. Phần tần to như quyển sách nhá. Đây. Đấy. Đếm sơ sơ nó phải mấy chục linh kiện mà nhá. Mấy chục linh kiện trên cái phần tần như này. To dã man, quấn cảm. Dây đồng bằng ống này, ống buôn chống cháy này, điện trở này, tụ điện dây đặc với nhá. Và bi vây thì nó đặc thù riêng cái dòng này bác này, dây bao động xoắn xoắn kiểu cái quả đỗ đúng không? Đấy đặc trưng của nó, đặc trưng. Và quả thứ hai đẹp như vẽ này, đẹp đấy. Và con này nó xịn sò sang trọng là cái màu căng bác nhá, là màu kiểu như màu màu ghi ấy, trông rất là xinh bác nhá, rất là lịch lãm luôn. Có biểu tượng SB, đấy, Black Queen với nhá. Đấy, con này bổ cạp. Thế về The Driver thì con này nó sử dụng củ test truyền thống của nhân BV này. Con này là GS22, sản xuất tại Mỹ nhá, 8 ohm này. Tép này tép từ 14, họng 51 ạ. Làm trên ống dẫn âm này. Độ phủ, độ mở lớn nhá. Và trùng với nhà đẹp này, trùng đen xì đúng không? Đấy, trùng với nhá. Đây người ta gọi là ống dẫn âm với nhá. Tất cả này làm trên một cái ống dẫn âm. Đây. Bạn nhìn xịn sò chưa? Đấy. Nó quá đẹp đúng không ạ? Không tì vết. Cái này em gọi là bát pháo có nhá, bát bom. Đấy. Trung hỏa tiễn. Đấy, tép pháo. Đầu đầu truy đạn đẹp đúng không? Nhìn đẹp không? Đấy, nó đẹp này cơ mà. Làm cá luôn mà nhá. Làm luôn trong cái ống dẫn âm này. Tất cả đẹp đẽ nhá. Đầu truy đẹp không? À, cặp bát thì quá xinh này. Thế tại sao bộ cạp nhá? Cái này nó xưng cong thì gọi bộ cạp. Bát ấy từ 2-100 và rất mới này. Bảng béo đẹp anh này. Cồn họng zin nhá, bảng ống luôn. Đây nhẹ của nó vàng này. Đẹp chưa? Không tì vết. Từ cái rắc kẹp loa vào trong đẳng cấp chưa? Đúng không? Con này tiếng bát thả sướng lắm ạ, và anh hay lắm. Bảng zin hết nhá, cân độ tầm dầu 46. Cái dòng 46 bao giờ tiếng bát nó mềm nhá. Lại bảng nét nét nhá. Anh em xem này, không chê được luôn, nói chung là nó bãi nào loại bãi tuyển chọn rồi, hàng xấu không lấy bác nhá, hàng xấu không lấy, đẹp như này không mà, đấy bác nhá, thì cặp loa như này ấy, đẹp đâu nhá, mới đắt lắm, mới từ gần trăm ạ, thì mình em cung cấp mức giá bác hợp lý để chơi này, 28 triệu nhá, bao ship tặng một cặp trên loa, đấy, là có nhu cầu liên hệ sớm với em nhá, có hai cặp nhá, con này về thêm cặp nữa, anh em nào nhu cầu thì đầu tư sớm. Cái dòng loa này không có nhiều nhá, thi thoảng về một cặp thôi, hay đôi khi nó về liên tục hai cặp, thậm chí nửa năm sau không về nhá, một năm năm sau không có đấy. Cho nên là các bác nào có nhu cầu đầu tư thì alo cho em, chơi cái không gian tầm khoảng từ 20 vuông đến 50 vuông hơn lại nhá, ok luôn. Với một cặp loa này không? Có thể cần súp, không cần súp được bạn nhá. Đấy, cặp loa đẹp nhá. Đây, hình thức lắp vào như này nhá, toàn bộ hệ thống máy đây. Thế anh em nào có nhu cầu thì chơi đúng bộ máy này nên là ok luôn. Đấy, có thể làm có súp cũng được đấy, hoặc không tùy quá. Mọi tin mua sắm phối ghép liên hệ em số máy 0936 583 110. Bên em giao hàng toàn quốc nhá. Ở xa bác cọc em 2 triệu nhá. Bao xịn luôn, nhận hàng kiểm tra thoải mái nhá. Thỏa thích luôn, chuẩn như nhận hàng. Không chuẩn trả lại em, nên trả lại tiền. Bao zin, bao xịn, bao chuẩn cho đời bác nhá. Anh Nguyễn chào bạn.